Okay, hi guys. How are you today? Welcome back to our lesson today. Rồi, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tiết học với cô ngày hôm nay nha. Okay, now, before we start the lesson, we're gonna sing the hello song and dance together. Rồi, các bạn, trước khi mình bắt đầu bài học, mình cũng hát bài hát hello song và cùng nhảy với cô để khởi động nha. Okay, now, let's start. Every day, every day, I go to school, I go to school, I meet my friends, I meet my friends, and we all say, and we all say, okay, you did a great job. Now, let's start the lesson today. Last week, we learned 5 vocabulary about clothes. So, let's review a little bit. Tuần trước các bạn được học 5 từ vựng về clothes là quần áo. Bây giờ mình cùng ôn lại một chút nha. Rồi đi vào từng từ một. You will listen and repeat. Các bạn sẽ nghe và lặp lại theo nha. First one. Sweater. Again. Sweater. Nào các bạn lặp lại nha. Sweater. Sweater là chiếc áo, áo len. Next. Shirt. Shirt. Từ này các bạn lưu ý âm cuối, final sound. Shirt. Shirt là chiếc áo sơ. Sơ mi. Tiếp tục. Jacket. Jacket. Rồi, lưu ý final sound. Jacket. Jacket là chiếc áo khoác. Next word. Hat. Hat. Rồi, cái này quen thuộc nha. Cái nón hoặc là cái mũ. Hat. Lưu ý final sound âm cuối. Hat. The last one. Belt. Belt. Rồi âm cuối luôn hà. Belt. Belt là cái thắt lưng hoặc là cái dây nịt. Được chưa? Okay, now you will listen, point and repeat. Các bạn sẽ nghe, chỉ tay và lặp lại. Okay, let's listen. Listening 91. Listen and point. Sweater. Shirt. Jacket.
Hat. Belt. Jacket. Sweater. Shirt. Belt. Hat. Listen and repeat. Các bạn lặp lại theo nha. Sweater. Shirt. Jacket. Hat. Belt. Okay, good job. Now move on to a new part. Let's review the grammar points that we learned last week. Mình ôn lại một chút về điểm ngữ pháp tuần trước nha. Okay, when I want to say I owed or I have something, I use the sentence structure I have. Rồi khi mà mình muốn nói rằng tôi sở hữu hoặc là tôi có một cái món đồ nào đó, thì mình sử dụng cấu trúc câu nói là I have là tôi có một vật này, tôi có cái kia, được chưa? For example, look at the pictures. This is a jacket. Rồi, nhìn vào cái bức tranh này, đây là một chiếc áo khoác. Rồi, khi mà nói rằng tôi có một chiếc áo khoác, chúng ta sẽ nói rằng I have a jacket. Được chưa? I have a jacket. Tôi có một chiếc áo khoác. Another example, look at the picture. This is a belt. Đây là một cái thắt lưng. Và tôi nói rằng là tôi có một cái thắt lưng. Mình sử dụng cấu trúc câu nói là I have a belt. I have a belt. Tôi có một cái thắt lưng. Được chưa? Ok, now let's practice more through this game. Bus stop. Rồi các bạn cùng thực hành nhiều hơn cái điểm ngữ pháp này thông qua cái game này nhé. Game này mang tên là Bus Stop, trạm xe buýt, được chưa? Rồi, if you give a correct answer, you can get on the bus to go to school. Rồi, nếu bạn trả lời được đúng thì các bạn sẽ được bước lên xe buýt và các bạn đi học với cô nha. Now, the first picture. Okay, look at the picture and tell me what that you have that item. Các bạn nhìn vào bức tranh và nói cho cô biết là các bạn sở hữu cái món đồ đó, được chưa? Rồi câu đầu tiên nào, bạn nào giúp cô trả lời nè. Các bạn thử suy nghĩ đáp án coi. Tôi có một chiếc áo len, mình sẽ nói thế nào nhờ? I have a sweater. Chính xác, đáp án là I have a sweater. Tôi có một chiếc áo len. Ok. Rồi bạn nào trả lời đúng thì các bạn cùng trả lời sẽ biết nha. Question. Rồi, từ vựng này các bạn nhớ không? Cô cho các bạn nhớ lại nào. Sock. Sock là tất chân. Rồi bây giờ bạn nào nói giùm cô là tôi có một chiếc tất chân, mình sử dụng câu nói thế nào nhờ? I have a sock. À, đáp án của mình sẽ là I have a sock. Tôi có một cái tất chân. Rồi, bạn nào trả lời đúng thì trèo lên xe buýt đi học với cô nha. Tell me that you have that item. Rồi nhìn vào bức tranh nào, các bạn nhìn thấy đây là chiếc áo sơ mi đúng chưa? Áo sơ mi là shirt. Rồi bây giờ muốn nói là tôi có một chiếc áo sơ mi, mình sẽ nói là I have a
Shirt. Đáp án sẽ là I have a shirt. Tôi có một chiếc áo sơ mi. Rồi bạn nào đúng thì cho lên. Được chưa? Rồi bây giờ nói nào. Mình nói là tôi có một chiếc nón. Mình nói sao? I have a hat. I have a hat. Tôi có một cái nón, được chưa? Rồi bạn nào cứ đúng thì trèo lên xe buýt đi học nào. Okay. You have just revealed the words and grammar points of the previous week. Now you will learn a new lesson, food and drink. Các bạn vừa ôn xong những cái từ vựng và ngữ pháp của tuần trước, bây giờ các bạn sẽ học một cái bài mới nha. Chủ đề là đồ ăn và thức uống. Okay, there are 5 new words in here and you will learn the words one by one. Rồi có 5 từ vựng ở đây và các bạn học từng từ một với cô nha. You will listen and repeat. Các bạn cứ nghe và lặp lại đằng sau theo nha. Now, first word. Raisins. Raisins. Now, repeat. Raisins. Raisins. Ở đây âm đuôi ha. Có S tại vì ở đây là số nhiều. Raisins là món nho khô. Next. Plums. Plums. Rồi từ này các bạn lưu ý cả âm đầu và âm cuối của mình nha. Âm đầu ngậm hai môi lại, bật hơi ra nhẹ nhàng. Âm đuôi. Rồi nghe nè. Plums. Plums. Mà, cái này là mận. Chưa? Next. Chips. Chips. Rồi, final sound, chú ý nè. Chips. Chips. Món khoai tây chiên. Next word. Cake. Again. Cake. Rồi, lưu ý. Cake. Cake. Được chưa? Món này là gì ta? Bánh. À, rất là quen thuộc nha. Okay, the last one. Milkshakes. Milkshakes. Rồi, từ này hơi khó đọc. Các bạn nghe cái âm của cô này. Milk shakes. Milk shakes. Rồi, mình đọc nhanh hơn một chút nha. Milk shakes. Milk shakes. Sữa, sữa lắc. Rồi, a drink made of milk and sometimes ice cream. Cái món nước này thì được làm từ sữa và một ít kem, ice cream là kem đó, hoặc là thêm một số cái vị như là trái cây hoặc là sô-cô-la mà nó được trộn đều lại với nhau, hoặc là lắc. Lắc cho đến khi nào mà nó ra được bọt, đầy bọt thì ra được cái món là milkshake, sữa lắc, được chưa các bạn? Now, you will listen, point and repeat. Các bạn nghe, lấy tay chỉ vào màn hình và lặp lại theo nha. Now, let's start. Listening 101. Listen and point. Raisins. Plums. Chips. Cake. Milkshakes. Raisins. Cake. Milkshakes. Chips. Plums. Listen and repeat. Các bạn đọc lại nha. Raisins. Plums. Chips.
cake, milkshakes. Rồi, cùng ôn lại với cô một chút nào. Rồi, 5 món đồ ăn và thức uống mình vừa mới học xong nha. Đầu tiên là raisins. Raisins là nho khô. Tiếp tục là plums. Plums là mận. Chips. Chips là khoai tây chiên. Tiếp tục, cake. Cake là bánh. And the last one, milkshakes. Milkshakes. Mình chưa là sữa, sữa lắc. Now move on to a new part. Listen and chant. Các bạn sẽ nghe và nhịp và hát theo nha. Listening 102. Listen and chant. Raisins, plums, raisins, plums, chips, cake, chips, cake, milkshakes, raisins, milkshakes, raisins. Okay, now we move on to next part. Let's practice by pointing at the words we've just learned. Rồi mình cùng thực hành chỉ tay vào những cái từ vựng mà các bạn vừa mới học xong đó. Năm món đầu tiên là gì? Raisins là nho khô. Các bạn hãy tìm trong bức tranh đó và chỉ tay đúng vào, được chưa? Từ thứ hai là chips. Từ thứ ba là plums. Từ thứ tư là cake. Và cuối cùng là milkshakes. Năm món mà mình vừa mới học xong đó. Bây giờ các bạn nhìn vào bức tranh này và point, chỉ. Được chưa? Now let's listen and point. Listen and point. Raisins, plums, chips, cake, milkshakes, raisins, cake, milkshakes, chips, plums. Rồi, các bạn đã nghe xong rồi, các bạn chỉ có đúng không nào? Rồi, cùng chỉ lại với cô nha. Đầu tiên nè, số 1 ở đây là raisins, là nho khô, được chưa? Raisin đây. Tiếp tục, số 2 là món gì vậy ta? Số 2 chính là milkshakes, sữa lắc, được chưa? Sữa lắc, milkshakes. Rồi, number 3. Cake, cái bánh, cake. Number 4, chips, khoai tây chiên, chips. And the last one, number 5 is plums. Plums là mận. Rồi, very good. Now, move on to a new part. We learn a grammar point with structure I like and I don't like. Rồi các bạn chuyển sang cái phần ngữ pháp. Mình sẽ học cái điểm ngữ pháp với công thức I like hoặc là I don't like. Rồi. There are two pictures in here. A boy and a girl. Rồi các bạn nhìn nè, ở đây có hai bức tranh. Một cậu con trai và một cô con gái. Okay, maybe his mom. This is his mom. Đây là mẹ của cậu ấy, được chưa? Rồi. Look at the first picture of the girl is holding a bowl of raisins. Các bạn nhìn vào bức tranh đầu tiên. Bức tranh mà cô gái đang cầm trên tay một cái tô raisins, nho khô đấy. Ok, rồi các bạn nhìn vào bức tranh này được chưa? Và cô ấy nói rằng
I like raisins. I like raisins. Tôi thích nho khô. Được chưa? Câu này có nghĩa là tôi thích nho khô. Tôi thích là mặt mặt cười. Ok. Rồi. Look at a second picture with the boy and his mom. Rồi nhìn vào bức tranh thứ hai, cậu con trai và mẹ của cậu ấy này. His mom gives him a bag of chips. Người mẹ thì đưa cho cậu con trai một cái bịch gì đây? Một cái bịch khoai tây chiên. But he waves and says, cậu ấy vẫy tay và nói rằng, I don't like chips. I don't like chips. Con không thích bánh khoai tây chiên đâu. Được chưa? Câu này có nghĩa là con không thích khoai tây chiên. Được chưa? Rồi nhìn lại hai bức tranh nè. Cô gái bên phía bên tay trái, cô ấy cầm một cái tô nho khô và cô ấy nói rằng I like raisins, có nghĩa là tôi thích nho khô. Rồi, tôi thích là khuôn mặt cười. Rồi nhìn vào bức tranh số 2. Cậu ấy vẫy tay, cậu ấy nói rằng I don't like chips. I don't like chips có nghĩa là tôi không thích chips, tôi không thích khoai tây chiên, thì không thích là khuôn mặt buồn. Rồi, tóm lại, khi muốn nói rằng tôi thích cái này hoặc là tôi không thích cái kia thì mình sử dụng công thức như thế nào nào? Đầu tiên, tôi thích là mặt cười, mình sẽ nói rằng I like, tôi thích. Rồi, nếu mà không thích là mặt buồn, không thích thì mình sẽ nói rằng I don't like, tôi không thích. Được chưa? Nhắc lại nè. Mặt vui là tôi thích. Thích thì mình sẽ nói rằng I like. Rồi, bây giờ mặt buồn có nghĩa là tôi không thích. Tôi không thích thì chúng ta sẽ nói là I don't like. Tôi không thích. Được chưa? For example, look at a picture with a girl. Nhìn vào bức tranh với cô gái nào. Đây, cô ấy nhìn mặt đang vui vẻ hớn hở. Và cô ấy chắc là thích cái tô này này. Thích cái món raisins này thì mình sẽ nói rằng I like raisins. Tôi thích cái món nho khô này. Được chưa? Now, look at the second picture. Nhìn vào bức tranh số 2. Cậu ấy không thích cái món chips thì cậu ấy sẽ nói rằng I don't like chips. Con không thích chips đâu. Now, let's practice more. I have this item. Cô có một cái món này và khuôn mặt cười, được chưa? And two sentences in here. Rồi, món này là plums. Và khuôn mặt cười ở đây có nghĩa là thích. Rồi, bây giờ mình sử dụng I like plums hay là I don't like plums. Câu nào sẽ là đáp án của chúng ta nhỉ? Rồi, đáp án chính xác sẽ là I like plums. Tôi thích plums. Tôi thích mận, được chưa? Tại vì ở đây là mặt cười. Mặt cười có nghĩa là tôi thích. Now, one more. This is a cake. Đây là một cái bánh. And this is a sad face. Đây là khuôn mặt buồn. Rồi, có hai câu. Một là I like cake. Hoặc là I don't like cake. Đáp án của chúng ta sẽ là gì các bạn nhỉ? Câu đầu tiên hay là câu thứ hai ta? Rồi, đáp án sẽ là I don't like cake. Very good. Tại vì sao? Ở đây là khuôn mặt, mặt buồn, là không thích. Không thích thì mình sử dụng câu nói là I don't like. Tôi không thích. Rồi, tiếp tục. These are milkshakes. These are milkshakes. Đây là sữa lát và khuôn mặt buồn. Khuôn mặt buồn có nghĩa là thích hay không thích ta? Rồi, không thích. Vậy mình sẽ nói là I don't like milkshakes hay là I don't like cake. Rồi, đáp án của chúng ta sẽ là I don't like milkshakes. Tôi không thích milkshakes, được chưa? Rồi, next. I like chips hay là I like raisins. Món này là món gì các bạn? Chips hay là raisins? Này là nho khô nha. Nho khô sẽ là raisins. I like raisins. Tôi thích
Nho khô, được chưa? Next. Now, I don't like chips, or I like chips. This is a sad face. Đây là một khuôn mặt buồn nha các bạn. Vậy thì mình sử dụng là don't like hay là like? Đáp án sẽ là I don't like chips. Tôi không thích khoai tây chiên. Được chưa? Now you will listen and sing. Các bạn sẽ cùng nghe và hát theo nha. Lưu ý là chú ý tới những cái vòng tròn màu đỏ nó sẽ xuất hiện. Đồng thời đến những cái câu nói mà nó cũng sẽ chạy ra trong cái bài hát đó. Được chưa? Rồi, listen and sing. Listening 103. Listen and sing. Raisins, raisins. I like raisins. Yum, yum, yum. Yum. Các bạn vừa nghe xong bài hát, người ta hát về cái gì? À, người ta hát là những cái món đồ mà người ta thích và những cái món đồ mà người ta không thích. Now, for example, ví dụ nào các bạn nhìn vào cái bức tranh đầu tiên, cái vòng tròn đỏ đầu tiên này, à, cậu ấy đang cầm một cái tô nho khô và cậu ấy khuôn mặt cười, có nghĩa là thích, đúng chưa? Nếu mà thích thì chúng ta sẽ nói sao? I like raisins. I like raisins. Tôi thích nho khô. Ok. Rồi nhìn vào cô gái nè. Cô gái đang cầm cái bánh kem ở trên tay á. Mặt cô ấy không có vui. Có nghĩa là cô ấy không thích. Nhìn chưa? Không thích thì mình sẽ nói là I don't like cake. I don't like cake. Tôi không thích bánh kem. Được chưa? Tiếp tục nào. Nhìn vào cái vòng tròn thứ ba nào. Cậu ấy đang cười. Cậu ấy thích plums. Vậy thì mình sẽ nói tôi thích plums, nói sao nào? I like plums. Tôi thích mận. And the last one. Rồi các bạn nhìn vào cái vòng tròn nào. Đây, cô gái này á mặt không vui, có nghĩa là cô ấy không thích cái món này, được chưa? Vậy cô ấy sẽ nói thế nào đây? Cô ấy nói là tôi không thích sữa lắc. I don't like milkshake. I don't like milkshakes. Tôi không thích sữa lắc. Được chưa? Now, you will reveal all the words and the grammar points in this lesson. Rồi, bây giờ các bạn cùng ôn lại 5 từ vựng về food and drink với cô và cái điểm ngữ pháp mà mình vừa mới học xong nha. Now, you will listen and repeat. Các bạn nghe và lặp lại với cô nào. First one. Raisins. Raisins. Là nho khô. Next. Plums. Plums. Là mận. Next. Chips. Chips. Là khoai tây chiên. Next. Cake. Cake. Là bánh kem ấy. And the last one. Milkshakes. Milkshakes. Là sữa lắc. Rồi, tiếp tục nào cái điểm ngữ pháp. Khi muốn nói rằng tôi thích hay là tôi không thích cái món đó
thì mình sử dụng câu chúc câu nói là I like hoặc là I don't like. I like là tôi thích, còn I don't like là tôi không thích. For example, look at the picture and the smile face. Nhìn vào bức tranh này và cái khuôn mặt cười này nè, khuôn mặt cười này là thích hay không thích ta? Rồi, khuôn mặt cười là thích. Bây giờ nói tôi thích nho khô thì chúng ta sẽ nói rằng I like raisins. I like raisins. Tôi thích nho khô, chưa? Now, for another example. Rồi nhìn vào cái ví dụ thứ hai. Đây, khoai tây chiên. Rồi ở đây là khuôn mặt buồn. Khuôn mặt buồn là thích hay không thích nhỉ? Rồi, khuôn mặt buồn chính là không thích. Vậy không thích thì mình sẽ nói là I don't like hay là I like các bạn. Rồi, I don't like được chưa? Ở đây là I don't like chips. Tôi không thích khoai tây chiên. Okay. Okay, that's the end of the lesson today. Thanks for your attention and goodbye. See you next week.